Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2023 thì cái bài báo sau khi mà tôi nhận được cái quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của bà Diệp bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 thì đến ngày 11 tháng 3 năm 2023 thì trên cái tờ báo người cao tuổi này trên tờ báo người cao tuổi đây anh chị này, đây trên tờ báo người cao tuổi này xuất hiện một cái bài báo của huyện Đồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, số 50 thứ bảy ngày 11 tháng 3 năm 2023, cần xem xét đánh giá lại vụ giáo viên Nguyễn Thị Xuyến bị chấm dứt hợp đồng lao động. Và sau đây thì vì hôm nay chủ nhật, hôm trước cái bài báo này ra thì em mới đọc thoáng qua thôi. Hôm nay chủ nhật thì tôi xin phép tất cả mọi người, tôi xin đọc lại cái bài báo này để cho mọi người cùng nghe. Sau 27 năm công tác, ngày 1 tháng 3 năm 2023, bà Nguyễn Thị Xuyến nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc. Thông báo do bà Mã Thị Diệp, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc ký với lý do không hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp. Bà Nguyễn Thị Xuyến cho biết, việc bà chấm dứt hợp đồng lao động xuất phát từ năm học 2019-2020 và cả về sau này do bà đứng lên đấu tranh chống tiêu cực trong nhà trường, chỉ ra hàng loạt sai phạm của hiệu trưởng, thu hồi về cho nhà nước, cho ngân sách nhà nước 53.818.000 đồng từ ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc. Cùng với đó, bà Xuyến đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của bà Mã Thị Diệp, hiệu trưởng đương nhiệm, trong quá trình điều hành quản lý như không lập phách kỳ thi khảo sát chất lượng tại hội đồng coi thi trường khác nhưng giao bài về cho giáo viên chấm, chỉ đạo giáo viên sửa 2018 con điểm năm học 2020-2021, thu chi tiền quỹ hội phụ huynh trái quy định, có nhiều mắc mớ khuất tất. Vậy mà ông Sơn và bà Diệp vẫn không bị xử lý sai phạm. Từ đó đến nay, bản thân tôi đã bị ông Sơn và bà Diệp tìm mọi cách để trù dập, đánh giá liên tiếp 3 năm không hoàn thành nhiệm vụ, trái quy định, nhằm loại tôi ra khỏi ngành giáo dục vì dám đấu tranh chống tiêu cực, bà Xuyến cho hay. Liên quan đến việc ban giám hiệu trường trung học cơ sở Ngư Lộc xếp loại bà Xuyến không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020-2021, phòng giáo dục đào tạo huyện Đậu Lộc có ý kiến việc đánh giá bà Nguyễn Thị Xuyến không hoàn thành nhiệm vụ là chưa đủ căn cứ và không đúng. Quy định theo công văn số 1164 Giáo dục Hậu Lộc ngày 6 tháng 8 năm 2020 và thông báo số 16 thông báo của Phòng Giáo dục Đào tạo ngày 25 tháng 5 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng đánh giá xếp loại lại tập thể và cá nhân bà Xuyến. Kết luận rõ ràng như thế nhưng vẫn bị trường trung học cơ sở Ngư Lộc phớt lờ. Theo bà Xuyến, năm học 2021-2022, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc tiếp tục đánh giá tôi không hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào điều 6 của nghị định số 112 năm 2020 nghị định chính phủ là hoàn toàn quy chủ vì nghị định 112 là xử lý kỷ luật viên chức chứ không phải đánh giá xếp loại, phân loại. Việc đánh giá xếp loại, phân loại là theo nghị định 90 của chính phủ năm 2020. Tại buổi làm việc ngày 7 tháng 3 năm 2023 với phóng viên tạp chí Người Cao Tuổi, bà Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch Ban Dân huyện Đậu Lộc cho biết, ngày 15 tháng 3 tới, Ủy ban Nhân dân huyện Đậu Lộc sẽ có báo cáo về xử lý nội dung đơn thư trả lời công dân, báo cáo thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ban Dân tỉnh. Tuy nhiên, về bản chất vụ việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Xuyến sẽ không thay đổi. Tố cáo ông Nguyễn Thái Sơn dính nhiều sai phạm. Theo văn bản số 229 kết luận của Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, kết luận nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường trung học cơ sở Ngư Lộc thể hiện rõ việc bà Xuyến tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đậu Lộc bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Sơn tiếp tục làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc không đúng quy định là có cơ sở. Việc đánh giá xếp loại năm học 19-20 ông Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ là chưa khách quan và chưa chặt chẽ. Về trình tự thủ tục tố cáo của bà Xuyến là có cơ sở. Biện pháp xử lý khắc phục sai phạm yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đậu Lộc
thu hồi bãi bỏ quyết định việc bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc. Đối với ông Nguyễn Thái Sơn, xem xét đánh giá lại kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với ông Sơn. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân liên quan trong việc bổ nhiệm lại ông Sơn và việc đánh giá xếp loại năm học 19-20 đối với ông Sơn. Việc bà Xuyến trước những bằng chứng vi phạm của ông Sơn năm học 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đáng lẽ là cần phải tiến hành xử lý kỷ luật ông Sơn, đồng thời không bổ nhiệm lại chức hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc vì bị ông Sơn bị trù dập, vì bị ông Sơn trù dập xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-20. Trước đó, căn cứ vào kết luận số 39 Ủy ban Nhân dân ngày 29 tháng 5 năm 2020 và kết luận thanh tra số 85 kết luận Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã chỉ ra hàng loạt, hàng tá vi phạm, khuyết điểm của ông Sơn như sau: thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đối với ông Hoàng Văn Huy và học sinh lớp 6A1, vi phạm trong đánh giá phân loại viên chức năm học 2018-2019, có lời lẽ thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng, xúc phạm uy tín, danh dự đối với bà Xuyến trong hội nghị, không thực hiện đứng lớp đủ 2 tiết trên tuần, chưa chuẩn bị giáo án theo quy định, chưa thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy nhưng vẫn nhận đủ số tiền trợ cấp đứng lớp từ tháng 9 năm 16 đến tháng 8 năm 2019, chưa thỏa thuận với tập thể giáo viên nhân viên trước khi phân công trực Tết và không trả lại tiền trực Tết, lợi dụng ban chấp hành phụ huynh của khối lớp 9 để thu tiền quà lưu niệm trái quy định, lấy cớ là mua sắm cơ sở vật chất năm học 17-18, 18-19, tổ chức dạy thêm học thêm năm học 19-20 thiếu một bước theo quy trình là không cho học sinh viết đơn xin học thêm. Đấy, vẫn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra là chỉ sau 5 ngày ban hành kết luận thanh tra số 85, kết luận Ủy ban Nhân dân ngày 21 tháng 8 năm 20, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc đã làm tờ trình số 118 tờ trình Ủy ban Nhân dân đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Sơn tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc. Trong khi với nhiều sai phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Sơn không bị xem xét xử lý, ngược lại Chủ tịch Ban Nhân dân huyện Hậu Lộc vẫn đánh giá xếp loại ông Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Việc Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Sơn từ chức vụ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc là thực hiện theo quy trình ngược, bổ nhiệm lại rồi mới ký quyết định kỷ luật, rồi sau đó mới thu hồi, thì rồi sau đó mới truy thu tiền là trái quy định của pháp luật. Bà Xuyến cho rằng nếu năm học 2021 sau khi có sự chỉ đạo của Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc có tinh thần cầu thị, tiếp thu chỉ đạo ý kiến cấp trên cho thu hồi quyết định bổ nhiệm lại ông Sơn, thì bản thân tôi sẽ không phải ròng rã nhiều năm vác đơn đi đòi lại công lý. Điều này cũng đồng nghĩa với kết quả xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-20 đối với tôi do ông Sơn ký, và với tư cách hiệu trưởng trường trung học cơ sở sẽ hoàn toàn vô giá trị. Sau vụ tùm lum tại trường trung học cơ sở Ngư Lộc, ngày 1 tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Thái Sơn tiếp tục được Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc ra quyết định điều chuyển giữ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Lộc cho đến nay. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội, vụ việc bà Nguyễn Thị Xuyến bị chấm dứt hợp đồng lao động, loại ra khỏi ngành giáo dục và đào tạo sau khi dám đứng lên đấu tranh chống tiêu cực cần phải được cơ quan thẩm quyền cấp trung ương như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ vào cuộc xem xét đánh giá kỹ lại các tình tiết để trả lại công bằng cho bà Xuyến trên tinh thần khách quan, trung thực, đồng thời xử lý nghiêm hiệu trưởng về 7 nhóm vi phạm đã được thanh tra kết luận. Công bằng ngành giáo dục đào tạo phải có giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cần phải vào cuộc giám sát vụ việc này. Trường hợp có hành vi trù dập giáo viên và bao che cho sai phạm thì phải xem xét xử lý nghiêm túc. Tại sao ông Nguyễn Thái Sơn có quá nhiều sai phạm lại không được xem xét kỷ luật ngay từ năm học 2019-2020, đặc biệt là việc lập hồ sơ khống để nhận tiền đứng lớp hơn 58 triệu đồng, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt ngân sách nhà nước và nhà nước tư túi cá nhân. Sau khi Ủy ban Nhân huyện chỉ rõ sai phạm, ông Sơn không những không bị kỷ luật, còn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục được cân nhắc bổ nhiệm lại làm hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngư Lộc
và điều chuyển sang giữ chức vụ trường hiệu trưởng trường khác, một khi uy tín không còn. Ông Lưu Bình Nhưỡng đề nghị cùng với sai phạm xảy ra năm học 19-20 của ông Sơn, mãi về sau này khi dư luận lên tiếng, chính quyền huyện Đậu Lộc mới xếp loại ông Sơn từ hoàn thành tốt nhiệm vụ rút xuống không hoàn thành nhiệm vụ, từ không hoàn thành nhiệm vụ nâng lên mức kỷ luật khiển trách và cuối cùng nâng lên mức cảnh cáo là lòng vòng và có sự khuất tất. Vì vậy cần cân nhắc thu hồi quyết định điều chuyển bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường trung học trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Lộc vì ông Sơn đã bị kỷ luật ở mức cảnh cáo. Đấy, đó là nguyên văn toàn bộ bài báo người cao tuổi của nhà báo Lê Kiên, số ra ngày 11 tháng 3 năm 2023. Và hôm nay là Chủ nhật ngày 18 tháng 3 năm 2023 thì tôi mới có rỗi rỗi một chút sau khi tôi đọc cái bài báo này, để chúng ta thấy rằng là từ ngày 11 tháng 3 cho đến nay là 7 ngày nhưng tôi chưa thấy có một cơ quan chức năng nào để giải quyết cái bài báo này cả. Và ngày 14 tháng 3 năm 2023 thì tôi có nhận được cái văn bản trả lời số 596 của bà Vũ Thị Hà, trả lời theo cái công văn của 1663 của Chủ tịch Ban dân tỉnh. Công văn này là công văn mà Bộ Giáo dục chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Và sau khi đọc cái công văn này thì tôi mới xin khẳng định rằng đó là bà Vũ Thị Hà là chủ phó Chủ tịch Ban dân huyện Đậu Lộc phụ trách mảng văn hóa giáo dục. Nhưng bà này không hiểu gì về luật cả, cố tình tìm mọi cách để lách luật, bao che và dung túng cho ông Nguyễn Thái Sơn và bà Mã Thị Diệp trong quá trình điều hành quản lý sai phạm rất là nghiêm trọng và có tư tưởng chủ dập cá nhân, bởi vì bà đã đánh giá xếp loại ông Sơn năm học 2019-2020 ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ là hoàn toàn trái quy định. Đấy. Và không theo nghị định 90, như vậy bà Hà và ông Hoàng đã tự đẻ ra các văn bản pháp luật để đánh giá xếp loại ông Sơn và bà Diệp. Thay vì đó là bà Diệp về để thay cho ông Sơn từ ngày 1 tháng 12 năm 20. Bà Diệp đã vi phạm nghiêm trọng về quy chế chuyên môn, thu rất nhiều khoản trái quy định. Đấy, thế nhưng mà đến bây giờ bà Diệp vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 20-21 và hoàn thành nhiệm vụ năm học 21-22. Mặc dù là quy chế chuyên môn bà Diệp đã đi ngược với Bộ Giáo dục, đó là phải tổng kết năm học trước ngày 25 tháng 5 năm 2022. Thế nhưng đến ngày 16 tháng 6, 15-16, bà Diệp mới tổng kết năm học và bà Diệp đã cắt xén chương trình của khối 9, yêu cầu giáo viên và học sinh đến để học bù từ ngày 9 cho đến ngày 15. Từ ngày 9 cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 là trái quy định. Như vậy qua đó để chúng ta thấy rằng là riêng ông Sơn là không những bị truy thu như vậy, ông Sơn còn là truy thu 53 triệu của ông Sơn. Chị ơi, có việc chị không chị? Dạ, em chào chị. Không. Dạ. Rồi, em biết rồi, sao chị? Em gửi cho chị một ký tôm mà cái loại ngon nhất mà loại nhỏ nhỏ, chị chưa mua to đâu. Rồi, ngon nhất là 700. Và ngon nhất là 700 em ạ, giá xuống 650. Thì cứ bằng nào được mà mình cứ bán cái ngon chị. À, cái ngon nhất là loại có trứng là 1.250.000 chị ạ. Loại đấy ngon nhất đấy. Không, chị mua tôm nõn mà. Tôm nõn chứ sao? Tôm em sấy khô chứ sao? Loại nhỏ ngon nhất, nhà em thì loại nào cũng ngon cả, không có loại nào ngon nhì cả, toàn ngon nhất, nhưng mà nó phụ thuộc vào con to con nhỏ. Nếu như chị lấy con to thì là 1.250.000, còn con nhỏ là 700. 700 thì em mới hạ giá xuống là 650.000 chị nhá. Là 1 ký ấy. 1 ký 650.000. 650.000 vâng, 1 ký. Mua này. 2 ký hả? Thế nào mà điện đấy nó thấy lạ lạ, sao nó bốc người thống bố. Vâng. Rồi tôm nhà em ngon mà em sấy hàng ngày mà chị. Em sấy hàng ngày. Chị nhắn tin cho em đi, chị nhắn tin cụ thể. Chị nhắn tin cụ thể cho em với nhá. Mai ơi.
Này 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 này, ra chốt cái đơn này cho bác này. Vâng vâng. Này 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 này. Đây đây chị nhá, nhân viên nhà em chốt cái đơn cho chị nhá, chị đọc đi. Chị đọc đi, ghi ở đây cho công an. Thì là em đang xin lỗi cả nhà, em đang phân tích cái bài báo và cùng với lại công văn số 596 ngày 13 tháng 3 của bà Vũ Thị Hà ký thay cho ông Hoàng chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa. Thì thực sự là em cảm thấy em thất vọng các anh chị ạ. Nếu như mà cứ tình trạng mà cứ để cho ông Hoàng và bà Hoàng quản lý nhà nước, quản lý xã hội như thế này thì chắc chắn là dân khổ, em phải khẳng định là dân khổ. Bởi vì chúng ta lãnh đạo thì chúng ta phải biết bảo vệ lẽ phải, chúng ta phải gần dân, chúng ta phải vì dân, và chúng ta phải luôn luôn lắng nghe ý kiến của dân. Thế nhưng mà đây là ông Hoàng và bà Hà đã rất là mê muội đấy, bao che dung túng cho hiệu trưởng, tiếp tay cho hiệu trưởng trù dập giáo viên một cách trắng trợn. Và câu chuyện này nó đi đâu về đâu và như thế nào, chắc chắn là cô Xuyến sẽ đi đến cùng các anh chị. Và tôi khẳng định rằng là suốt 3 năm và 27 năm công tác, chưa một lần tôi có một cái văn bản xử lý kỷ luật nào trong năm cả. Suốt năm, từ đầu năm đến cuối năm, cứ làm việc giống như là một con dã tràng sẽ cắt biển đông ấy, cứ làm như vậy. Và cuối năm là bà Diệp Ngọc Sơn là úp cái mũ lên trên cái đầu tôi là không hoàn thành nhiệm vụ. Đây, một cái lý do rất là vô cớ. Đây chính là một sự trù dập trắng trợn, tức là tư thủ cá nhân, trù dập. Và trù dập đến mức độ nào thì các anh các chị tiếp tục theo dõi câu chuyện này. Mặc dù là em rất là bận, tuy nhiên là cái danh dự và uy tín của tôi rất là quan trọng anh chị ạ. 27 năm ra trường, 24 năm về trước là luôn luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng 3 năm gần đây tôi đã chỉ ra rất nhiều sai phạm của hiệu trưởng Sơn và hiệu trưởng Diệp. Thế nên là tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Và đến bây giờ tôi nhận một cái quyết định của bà Mã Thị Diệp là chấm dứt hợp đồng lao động và hai bàn tay trắng, đến bây giờ trắng tay các anh chị ạ. Bây giờ rõ ràng rằng là một đại ba đứa con cống hiến cho sự nghiệp giáo dục suốt 27 năm, thế nhưng mà đến bây giờ về là một con số không. Nhưng mà tôi không dừng lại ở đây, nên là chúng ta cứ tiếp tục theo dõi câu chuyện này và cái hồi kết của câu chuyện này là như thế nào, các anh các chị cứ tiếp tục theo dõi cho em. Và hôm nay em làm cái clip này đăng lên YouTube thì các anh chị sẽ chia sẻ cho em rộng rãi lên nhé anh chị nhé, để cho tất cả các cơ quan chức năng đang vào cùng một cách quyết liệt. Đấy, xin chân thành cảm ơn các anh các chị đã chú ý lắng nghe cái clip của em. Cảm ơn rất nhiều. Chúc anh các chị là có một ngày Chủ nhật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Bye bye.